điều mà tôi muốn chỉ ra ở đây đó là lúc nào Fed và Bộ Tài chính ở Hoa Kỳ cũng nói là không có hỗ trợ nào cho các ngân hàng. Các ngân hàng chỉ có thể vay tiền ngắn hạn, có nghĩa là vay một năm từ Fed và phải dùng tài sản như là công trái phiếu để thế chấp. Cái phần này là cái phần mà cũng có rất nhiều nghi vấn các bạn. Các bạn nên nhớ đó là công trái phiếu mà các ngân hàng có là giấy nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Các ngân hàng này cho chính phủ Hoa Kỳ vay, bây giờ đó thì lại dùng giấy nợ đó để vay ngược lại từ Fed nghĩa là vay lại một phần tiền của chính mình đã cho chính phủ Hoa Kỳ vay được đây là một cái à, dòng do mà tiền không biết từ đâu ra bạn cho thần mượn 100 đô giả sử như là như vậy đi rồi thuận viết giấy nợ cho bạn sau đó bạn gặp vấn đề tài chính bạn lại lấy giấy nợ của thuận cầm ngược lại cho thuận cái thuận lại cho bạn mượn lên 50 đô nhưng mà 50 đô đó là 50 đô mà à, của 100 đô bạn đưa cho thuận mà sau đó thuận sẽ để giấy nợ của chính mình vào danh sách kế toán là tài sản mà được là rất là kỳ diệu cho nên cứ xây vòng 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 như vậy đó tiền từ đâu ra chúng ta cũng không có biết cho nên nhiều người nói tới cuối cùng đó tiền cũng sẽ được in ra mà thôi nhưng mà còn in rõ ràng hay không nên thì chúng ta không có biết chúng ta chỉ biết được đây là cách hoạt động của Fed hiện bây giờ và đương nhiên một số người sẽ nói là tại sao mà FDIC lại không tăng cái phần trăm mà họ đã bảo lên giống như là bây giờ là đảm bảo là 250.000 đô cho mỗi một account tại sao họ là không tăng số này lên thật ra đó những nhà lập pháp mà đang kêu gọi là tăng mức bảo hiểm FDIC lên họ thực sự không phải bảo vệ người dân Hoa Kỳ đâu, người dân Hoa Kỳ trung bình gửi ngân hàng chỉ có khoảng chừng là 5.300 đô thôi các bạn, giới hạn bảo hiểm là 250.000 thì trên căn bản một người dân trung bình của Hoa Kỳ sẽ được đảm bảo bởi bảo hiểm FDIC. cho nên như là Pháp đó, kêu gọi tăng mức này lên là chủ yếu để bảo vệ người giàu các bạn chứ không phải là bảo vệ người dân bình thường của Hoa Kỳ và Charlie Belelo, à, cũng đã chia sẻ là một trong những giải pháp bây giờ đó ngoại trừ bảo hiểm fdc ra một người nào đó mà gửi như từ ngân hàng đó thì ngân hàng nên cung cấp cho họ một cái lựa chọn là họ có thể tự bỏ tiền của mình ra để mà mua thêm bảo hiểm để mà đảm bảo số tiền của họ Chứ thay vì chỉ dựa vào FDIC mà thôi. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào FDIC, bây giờ xảy ra sự kiện như thế này đó, thì mọi người đều được bảo đảm hết thì cũng không công bằng với lại những cái người mà có tiền dưới 250.000 đô. Tại vì tới cuối cùng đó thì khả năng là bảo hiểm FDIC cũng sẽ tăng cái mức giá lên, cũng sẽ có thể dẫn đến là nhiều những cái ngân hàng lại sẽ đẩy cái chi phí cao đó lên đầu của những người mà gửi tiền thì cũng không công bằng cho nên cái cách mà tốt hơn đó là cho người gửi tiền có một cái sự lựa chọn là mua thêm bảo hiểm đó là suy nghĩ của Charlie Bilalo và thường có thấy là cũng có lý các bạn đó cũng có thể một cách để mà giải quyết và trong cái tình trạng hỗn loạn này đó thì có một điều ít ra cũng đã tốt cho những bạn nào mà đang muốn có thể mượn tiền đi mua nhà với cái mức lãi suất rẻ hơn đó chính là lãi suất đã giảm xuống rồi các bạn lãi suất à, mượn tiền mua nhà 30 năm đó hôm nay đã giảm xuống còn 6.57 và đây là cái mức giảm cũng khá đáng kể đó tại vì à, cách đây vài dạ tuần là cái mức này đã trở về 7% rồi bây giờ là 6. 57 và chúng ta có thể à, hiểu được đó là 500.000 đô cho một căn nhà nếu như mà các bạn bỏ xuống 20 tiền đặt cọc à, và các bạn vay mượn phần còn lại là 400 ngàn đô à, trong vòng 30 năm thì à, mỗi một tháng các bạn sẽ trả ít hơn 128 đô so với tuần vừa rồi có nghĩa là vì lãi suất xuống à, trong vòng mấy ngày qua đó các bạn mỗi tháng đã tiết kiệm được 128 đô và đương nhiên với những cái sự kiện gần đây đó chúng ta thì được là bây giờ đã có nhiều người nghĩ là Fed sẽ không thể nào cứ tiếp tục con đường tăng lãi suất đã được chia sẻ khi mà ở quốc hội nữa cho nên chúng ta thì được là ngay cả công trái phiếu 10 năm cũng đã có cái sự giảm xuống cách đây 2 tuần là khoảng 4.07% các bạn bây giờ mức là 3.562% và công trái phiếu 2 năm các bạn thì được là cách đây khoảng chừng một tuần đó là mức là hơn 5% lần đầu tiên trong một thời gian dài. Bây giờ đã xuống mức chỉ còn có 4.15% mà thôi. Có nghĩa là thị trường bây giờ đã à, bắt đầu tính vào khả năng là Fed sẽ không tăng lãi suất cao và giữ lãi suất cao lâu như là chúng ta đã tưởng khi mà Fed ở quốc hội tuần trước rồi. Và ngày mai đó là một ngày mà có một cái sự kiện rất là lớn trong tuần này. Có thể chúng ta đã bị những thông tin như là SVB đã làm cho quá bận rộn rồi Nhưng mà chúng ta nên nhớ ngày mai là chúng ta sẽ có chỉ số phần trăm lạm phát CPI Sẽ được công bố vào lúc 8 giờ rưỡi sáng giờ New York ngày 14 tháng 3 Và 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali cùng ngày Ở Việt Nam đó thì tối ngày hôm nay Việt Nam ngày 14 tháng 3 các bạn sẽ nhận được thông tin đó vào lúc 7 giờ 30 phút chiều à, đương nhiên năm rưỡi sáng lúc đó thường còn đang ngủ thì thuận à, sẽ à, cố gắng hay là team của thuận sẽ chia sẻ những thông tin đó trên mạng xã hội à, nhưng mà các bạn có thể lên những trang web như là CNBC để có thể à, tìm thấy thông tin CPI và tháng vừa rồi đó chỉ số CPI tổng là 6.4 kỳ vọng lần này là 6.0 các bạn nghĩa là thị trường nghĩ là lạm phát sẽ tiếp tục giảm và core CPI có nghĩa là cái phần trăm lạm phát mà không tính năng lượng và lương thực cái phần trăm này đó cái tháng vừa rồi đã có sự tăng trưởng là 0.1% thì cái tháng này đó mọi người kỳ vọng là nó sẽ trả trở về 5.5 nói chung là thị trường kỳ vọng là CPI sẽ tốt hơn và nếu như mà CPI tốt đó thì Fed lại càng không có lý do để tăng lãi suất mạnh tuần sau Phần lớn đó, hợp đồng CME đang nhiên về là phép tăng 0.25%. Và nếu các bạn hỏi thuận thuận nghĩ sao về chỉ số CPI đó thì các bạn đã thấy được là trong vòng một tháng qua dựa theo tài liệu từ Truflation, đây là một công ty tư nhân họ cũng sử dụng một số tài liệu để mà đo lường phần trăm lạm phát thì các bạn đã thấy được là cách đây một tháng dựa theo cái cách đo lường của Truflation là 5.21 bây giờ là 4.56 thì lạm phát vẫn tiếp tục giảm xuống À, dựa theo chỉ số inflation các bạn Thì khi chúng ta nói Làm phát giảm xuống Cho dễ hiểu Chứ nói đúng hơn Là cái phần trăm Tăng trưởng của làm phát Đã giảm xuống So với lại Cái tiền một tháng à, Nhưng mà đương nhiên Đây là chỉ số Của công ty này Mà thôi Cái mà chúng ta quan tâm Là xu hướng à, Của phần trăm Làm phát Trên cái uh, Trang web này Và xu hướng vẫn là xuống đi xuống Cho nên khả năng Ngày mai chỉ số của CPI vẫn sẽ giảm. Câu hỏi là có giảm nhiều như là mong đợi hay không? Giảm từ 6.4 xuống còn 6.0. Và Fed sẽ làm gì? Có thể nói là bây giờ ra ngoại trừ ngân hàng Goldman Sachs ra, phần lớn mọi người đều nghĩ là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng ít nhất là thêm một lần nữa. Chỉ duy nhất ngân hàng Goldman Sachs là ngân hàng nghĩ là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa và sẽ ngưng ngày mai. Và dựa theo tài liệu mới nhất của CME đó thì chúng ta thấy được là hiện bây giờ chúng ta có 71.6% nghĩ là Fed sẽ tăng 0.25 trong cái cuộc họp tuần sau ngày 22 còn 28.4% các bạn, phần trăm này không hề nhỏ nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng và sẽ giữ lãi suất y chang như là hiện bây giờ. Và các bạn đã thấy được là bây giờ không còn bất cứ hợp đồng nào nghĩ là Fed sẽ tăng 0.5 hết. Hầu như là mọi người nghĩ là khả năng đó à, bây giờ đã không còn rồi. Nhất là đối đầu với là những cái sự kiện gần đây. Nói chung đó là Fed đang đối đầu với nhiều cái sự kiện rất là nhức đầu các bạn. Tại vì trên căn bản đó, Fed vừa phải lo làm phát, bây giờ lại phải lo tới việc là tăng lãi suất tiếp tục nữa nó có thể dẫn đến nhiều ngân hàng sụp đổ nữa hay lùi nó sẽ nhiều hơn nữa cho nên cách giải quyết rất là khó à, thuận thì đương nhiên không biết cách giải quyết rồi các bạn à, đương nhiên thường không thể nào mà thông minh bằng fed được à, thường chỉ có thể chỉ được là thuận nếu như là fed bây giờ đó là sẽ khó ngủ các bạn từ đây cho đến tuần sau không biết sẽ giải quyết như thế nào thường nghĩ là dài hạn đó fed vẫn sẽ chú tâm đến việc uh, quản lý phần trăm lạm phát tại vì dựa theo quy định thì Fed chỉ lo hai điều mà thôi thứ nhất đó chính là phần trăm lạm phát thứ hai đó chính là phần trăm thất nghiệp và những sự kiện xảy ra trong nhiều mấy ngày qua đó có thể là một cái gì đó khiến cho Fed sẽ bị phân tâm một thời gian và có thể là tạm thời tăng nhẹ hay là ngưng tăng À, để giải quyết cái vấn đề ngân hàng hiện bây giờ, rồi sau đó mới trở lại à, để mà tiếp tục tăng lãi suất để mà đẩy lùi lạm phát. Nhưng mà hy vọng trong cái thời gian mà Fed lo chuyện ngân hàng đó, thì phần trăm lạm phát nó cũng sẽ à, từ, từ 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 giảm xuống. Cũng giống như chúng ta đã từng nói là cần thời gian để cho cái phần trăm lãi suất của Fed thấm vào thị trường. Đó là điều mà chúng ta hy vọng. Đương nhiên nếu như mà chỉ số CPI như là mong muốn, rất tốt ngày mai như là ước muốn thì quyết định của Fed vào ngày 22 tây tháng 3 này sẽ dễ dàng hơn đối với thuận. Nếu như mà ngày mai chỉ số CPI đã không như mong muốn có nghĩa là phần trăm lạm phát không những là không được lùi mà còn tăng lên nữa thì Fed sẽ rất khó xử. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thêm vài tiếng nữa ta sẽ biết thông tin chính thức là như thế nào Và đương nhiên các bạn thấy được là khi mà BTC tăng trưởng đó Chúng ta lại có một trong những người rất quen thuộc là Jim Cramer Kêu gọi mọi người hãy nên bán Bitcoin đi ở thời điểm này để thông chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn And believe me, I had been a believer one time in Bitcoin Not here, not now Please don't assume therefore that it's not still being manipulated And I would sell my Bitcoin right into this rally And believe me, I had been a believer one time in Bitcoin Sell your Bitcoin, Jim Cramer nói Và các bạn đã biết Jim Cramer là một trong những người mà đoán chính xác hay nào rồi Các bạn nên biết là cách đây không lâu, ngày 10 tháng 3 đó Thì First Republic Bank, Jim Cramer nói là very good bank Các bạn thật là hôm nay First Republic xuống 65% các bạn Và không những như vậy Chúng ta thấy được là cách đây không có lâu, một tháng trước, Jim Cramer đã kêu gọi mọi người là hãy mua ngân hàng SVB. Ngân hàng SVB đó vẫn còn đang rất là rẻ và vẫn còn khả năng để mà tăng trưởng. Các bạn đã biết chuyện gì xảy ra với SVB rồi, giảm 66% một ngày. Ngày hôm sau giảm thêm 66% nữa. Và điều thú vị hơn đó, các bạn phải biết là ngân hàng SVB cách đây không lâu đã lên trên tạp chí Forbes các bạn. Đây là ngày 7 tháng 3 có nghĩa là cách đây một tuần thôi à, tạp chí forbes đã nói là scb là một trong những cái ngân hàng siêu sao tại hoa kỳ <laughs> các bạn thấy được nhiều khi chúng ta cảm thấy những cái thông tin này đã nếu thường không chia sẻ những cái hình ảnh thật các bạn nghĩ là thùng bị đặt, nhưng mà sự thật là gì đó các bạn và đối với lại sự tăng trưởng của btc trong sự hỗn loạn à, sụp đổ của những hàng đó thì quỹ tiền tệ quốc tế imf đã cảnh báo những cái quốc gia ở G20 rằng việc sử dụng rộng rãi Bitcoin và crypto đó có thể khiến các ngân hàng mất tiền gửi các bạn à, và đương nhiên chúng ta chuyển qua rất nhiều giai đoạn các bạn mới đầu đó thì họ phớt lời chúng ta cái đó thì họ sẽ cười nhạo chúng ta kế đó nữa là họ sẽ chiến đấu với chúng ta đó chính là thời điểm hiện bây giờ và cuối cùng chúng ta sẽ thắng các bạn BTC rất là dao động trong vòng một năm qua nhưng mà các bạn có biết là dựa theo tài liệu on-chain đó 67 phần 7% của tất cả Bitcoin không di chuyển hơn một năm rồi Có nghĩa là chúng ta đang có rất là nhiều những HODL trên thị trường Thì cũng dễ hiểu thôi, các bạn được là sao Cái sự xuống giá của năm ngoái thì rất nhiều người đã rời khỏi thị trường này rồi Những người ở lại thì tôi nghĩ phần lớn những người mà có lòng tin dài hạn liên quan tới BTC Thì chúng ta đang có rất nhiều HODL và họ tiếp tục lưu trữ ở những mức giá này Và không chung bước với những sự dao động giá cả các bạn thêm vào đó chúng ta lại có cái thông tin đến từ CZ của Binance, à, CZ nói là ở trên sàn Binance họ có một cái quỹ dự phòng, cái quỹ này là dùng để mà hỗ trợ những cái dự án mà gặp khó khăn trong thị trường này sau những cái sự kiện như là Voyager hay là Celsius hay là Luna USDT thì Binance sẽ quyết định là sẽ gây dựng một cái quỹ dự phòng à, để giúp đỡ những công ty đó, tại vì nếu không giúp đỡ có thể dẫn đến à, cái sự kiện hiệu ứng domino chúng ta đã thấy liên quan tới à, Three Arrows Luna UST thì cái quỹ đó có khoảng chừng là 1 tỷ đô la còn lại và lưu trữ bởi đồng ổn định BUSD thì uh, CG đã nói là sẽ dùng cái số tiền này để đổi hết ra BTC, Ethereum và BNB như một số những đồng khác và sau đó CZ chia sẻ địa chỉ ví và các bạn thấy chúng ta đã có cái số tiền đó di chuyển và đổi qua những đồng này rồi. Uh, đó là sự chia sẻ đến từ CG và cũng có thể là CG thà lưu trữ Bitcoin, Ether, BNB hơn là lưu trữ stablecoin, nhất là với cái sự hỗn loạn hiện bây giờ và BUSD cũng là một đồng mà sẽ từ từ phai mờ đi cho nên thường nghĩ là CG cũng sẽ không muốn tiếp tục giữ nữa thì đây cũng là một trong yếu tố người ta nói là dẫn đến khả năng à, tăng trưởng à, của BTC trong dòng à, ngày hôm qua tới bây giờ các bạn nhưng mà trước đây nữa à, cũng đã có rất nhiều người à, đã đổi hết đồng USDC sang BTC giống như là thường khi mà USDC mất thép và đây cũng là cái điểm kế tiếp Thuận muốn chia sẻ với các bạn à, Thuận đã chốt lời rồi Và Thuận chốt lời như thế nào và lý do tại sao Thì tôi đã chia sẻ một cái bài đăng chi tiết trên mạng xã hội Cũng như là trên Youtube với các bạn ở Trên cái phần đăng post ở trên Youtube Thì Thuận chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn à, Thuận nói với các bạn hồi sáng này đó là nhiều bạn cũng đã biết là Thuận DCA từ nhiều tháng qua Các bạn đã biết là Thuận đã DCA có thể nói là từ khoảng chừng là tháng từ tháng 5 của năm ngoái mãi cho đến bây giờ luôn các bạn và các bạn đã biết là càng tới gần đây đó, thì các tốc độ hơn DC lại càng nhiều hơn nữa cho nên DC đã là một thời gian dài rồi và đặc biệt là đã thu mua một số lượng BTC mà đối với Thuận rất là lớn hôm thứ sáu khi mà USDC mất phe tôi đã chia sẻ chi tiết hơn trong những cái video gần đây nhưng mà nào mà muốn hiểu thêm có thể xem những video đó hôm nay đó với sự tăng trưởng này thì tôi sẽ bắt đầu chút lời à, và thường sẽ DCA ra 0.5% crypto mỗi ngày cho đến khi thông báo ngừng chốt lời Tuy theo tình hình các bạn nhưng mà ước tính thường có thể là chốt đời liên tục cho đến khi mà Thuận chốt đủ 10% phần lời của Thuận Và các bạn cũng nên nhớ là lúc mình thường đổi từ đồng USDC ra BTC đó, thì lúc đó USDC đang mất phép Và đổi ra BTC lại phải tốn một phần phí nữa cho nên thường ước tính là bị mất đi khoảng chừng là 10% của cái số lượng à, tiền stablecoin lúc đó à, và các bạn được là sau đó thì BTC đã tăng lên hơn 20% rồi từ uh, thời điểm đó tới bây giờ trong mấy ngày qua cho nên thuần đã quyết định là chút lời tại vì cái phần mà USDC đó nó lý do là thường dùng để mà DCA từ từ vào trong thị trường này nhưng mà vì uh, tình hình của USDC cho nên lúc đó thường quyết định đổi hết ra BTC À, và lý do đó đó thường coi như đã đầu tư một phần lớn à, một cách nhanh chóng cho nên thường sẽ à, tìm cách để mà cân bằng lại danh mục đầu tư của mình và và các bạn cũng đã thấy được nếu như tính tới danh mục crypto đó thì à, hiện bây giờ thường đang lưu trữ rất nhiều BTC các bạn, cái phần trăm BTC thường lưu trữ là hơn 70% và cái phần trăm crypto thường lưu trữ trong tổng tài sản đó bây giờ đã lên đến cái con số là 60.8% rồi. Thường sẽ cân bằng lại và Điều đó có nghĩa là Thuận sẽ chốt lời Và cũng đồng nghĩa là Thuận sẽ tạm nhân DC ở thời điểm này Như là Thuận đã chia sẻ Thuận sẽ chốt lời à, Ước tính là khoảng 10% các bạn Tùy theo là tình hình của BTC Nhưng mà đó là ước tính hiện bây giờ Và khi mà nhân chốt lời Thuận sẽ thông báo Và ngay thời điểm đó Thuận sẽ DCA trở lại có nhiều bạn nói là thường chốt lời 0.5% mỗi ngày thì chốt một thời gian là coi như chốt hết rồi. À, nhưng mà không phải đâu các bạn, thường sẽ ngưng ở mức là khoảng 10%. Thì chia sẻ chung minh giá DC thì dễ các bạn chia sẻ chút lời thì rất là khó vì không phải ai cũng muốn nghe Thuận nhớ cái lần đầu tiên mà Thuận chia sẻ chút lời năm 2021 đó thì có rất nhiều những cái uh, comment phản ảnh ngược lại các bạn nói là tại sao lại chia sẻ như vậy chia sẻ như vậy khiến cho nhiều bạn hoang mang chia sẻ như vậy thì khiến nhiều bạn mất lòng tin vân vân à, nhưng mà cuối cùng Thuận cũng đã quyết định là cần phải chia sẻ Thuận hiểu là không phải ai cũng có lời nhưng mà đây là cái lời hứa của Thuận đối với các bạn À, uh, thuận chia sẻ chút lời đó không phải để khoe hay là để chứng minh là mình đúng cũng như là câu nói bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là bạn muốn kiếm tiền Thuần là một nhà đầu tư thì thuần chỉ muốn kiếm tiền mà thôi các bạn Thuần chút lời cũng không phải là để các bạn làm theo Và chút lời cũng không có nghĩa là Thuần nghĩ là giá sẽ đi xuống Tại vì các bạn đã biết là Thuận trung uh, bình giá thì cũng không có quan tâm nhiều đến đỉnh và đáy đâu Thuần chỉ quan tâm đến đỉnh và đáy của danh mục đầu tư của mình mà thôi Đơn giản đó khi mà Thuần chốt lời là một kết quản lý rủi ro và cân bằng tài sản. Thuần chia sẻ là để thực hiện lời hứa của mình với các bạn khi mà thuần dc thường sẽ báo mặc dù là nhiều khi thuần dc sớm quá đó các bạn cũng hay chọc quê và khi thường chúc lời thì thường cũng báo mặc dù là nhiều khi chúc lời sớm quá thì cũng bị các bạn chọc quê nhưng không sao cả các bạn Thuận hiểu mình làm gì và như đó là đủ rồi và đây là điều mình thường cảm thấy cần thiết để đáp lại sự ủng hộ của các bạn và đó cũng là cái quy tắc đầu tư của thuần capital trong vòng bao nhiêu năm qua rồi những cái quy tắc mà thường thường hay chia sẻ với các bạn mỗi 2 tuần để các bạn hiểu hơn Thứ nhất là đừng tin ai hết các bạn Trong thị trường này các bạn chỉ nên tin bản thân của mình mà thôi Các bạn không nên tin ai không phải là vì họ là người xấu Cho dù họ là người tốt đi nữa Họ cũng nhiều khi không hiểu hết sự việc Các bạn sẽ dẫn đến là không có chia sẻ những thông tin chính xác với các bạn được Cho nên đừng tin ai hết Thứ hai là các bạn tự tìm hiểu Tự tìm hiểu là cách tốt nhất để các bạn có thể tiếp cận được thông tin Thứ ba là tùy crypto, điều này tôi nghĩ là ai cũng hiểu tại sao rồi Thứ tư là nhớ chúc lời các bạn Và nếu các bạn không chúc lời Thì sẽ có người khác chúc lời dùng các bạn Và chúc lời rất là cá nhân Tại vì mỗi người đều có mỗi lý do Thời gian và vị thế khác nhau Có thể là nhiều bạn nghĩ là mức giá 25.000 đô Còn sớm quá để chúc lời Tại vì các bạn thu mua ở những mức giá Khoảng chừng là trung bình là 22.000 23.000 Thì cái đó cũng đúng các bạn Nhưng mà có thể là đối với một số người Họ đã mua một số lượng lớn ở những mức như là 16.000, 17.000, 18.000 cho nên cái mức trung bình của họ khoảng chừng là 17.000 đô mà thôi thì 25.000 với một số tiền lớn thì cũng đã đủ để cho họ chốt lời thì cái đó rất là cá nhân các bạn mỗi người mỗi vị thế khác nhau nhưng mà các bạn nên hiểu khi nào nên chốt lời cái đó mới là quan trọng phân bổ vốn là điều kế tiếp các bạn không nên lưu trữ hết ở một nơi các bạn không nên lưu trữ hết cho một mảng đầu tư các bạn không nên lưu trữ hết cho một đồng tôi nghĩ đây là những nguyên tắc rất là căn bản trong đầu tư dài hạn không vay mượn các bạn à, đầu tư đã căng thẳng rồi các bạn mà vay mượn tiền để đầu tư đó thì cái sự căng thẳng nó còn tăng hơn gấp mấy lần nữa và các bạn sẽ dễ đưa ra những quy định sai lầm và zoom out dài hạn là tiêu chí của thuận capital trong vòng bao nhiêu năm qua và đây là những quy tắc mà thuận theo hàng ngày mà thôi và thuận cũng cố gắng chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một số kinh nghiệm mỗi bạn sẽ bỏ có một quy tắc riêng đây chỉ là quy tắc của bạn thân thuận và hy vọng là những thông tin ngày hôm nay đã giúp đỡ được cho nhiều bạn và các bạn những điều giá trị trong video này và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng bên nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, okx Bybit... Hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sang giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi. Không nên đầu chữ quá nhiều tiền trên sang. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.